Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở hẻm 131 đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 6, ở gần uh, chợ Chí Hòa, gần chợ Hòa Hưng. Đó, ở ngoài kia là mình ra ngoài kia ha anh chị, ra ngoài kia là đường Tô Hiến Thành. Nó xe uh, 7 chỗ và 16 chỗ đang chạy ngoài kia, nhìn thấy vừa có chiếc chạy qua là đường Tô Hiến Thành ha mình rẽ qua bên tay phải đó là mình về à, Tuấn Thành và Cách Mạng tháng Tám và hẻm vào nhà của mình ha hẻm này thì à, nó thông sang hẻm của đường à, Hòa Hưng đó, hôm nay nhân sẽ review cho anh chị bất động sản nằm ở hẻm 163 thông sang hẻm à, 246 đường à, Hòa Hưng nha anh chị phường 13 của quận 10 đó, gần gần quận 3 gần chợ Hòa Hưng gần chợ Chiếu Hòa đó, nhà mình nằm ở hẻm uh, Thông nha nằm ở hẻm Thông và bên đây là bức tường của đường uh, bức tường, một bức tường riêng ha đây một bức tường đó, hẻm thì uh, rộng rãi sạch sẽ nha đây là bức tường ha đây mình đi thẳng luôn đi thẳng ra là ra đường Hòa Hưng nha anh chị mình có thể đi vào từ hẻm 131 đường Tô hiến Thành hoặc là 246 đường Hòa Hưng ha căn nhà này có chiều ngang đó là 4 m và chiều sâu vào á là 8 m. Được hoàn công một trệt một lầu, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên. Đó, khu vực nhộn nhịp ở trung tâm của quận 10 ha. Ở đây là trung tâm nha. Nó đi lại về các quận quận 1 quận 3 rất gần ha ở đây nó giáp với quận 3 nha anh chị đó nhà mình thì có cái cửa cổng nè ở cửa sắt ha đây có cái cửa kéo nè anh chị và khoảng sân nè ở khoảng sân từ cái mí này ha đi tới cuối kia là gần 8 m và chiều ngang của nhà mình là 4 m nha. Hướng nhà là hướng tây bắc nha anh chị. Đó. Đây cái đường đà nè, nhà đúc nè, đó. Nhà đường đúc nè ha. Và đặc biệt nhà không đối diện nhà với nhau. Đó, anh chị mình xem bên kia là bức tường ha. Đó, bên kia là bức tường. Nên anh chị mình có khách tới mình để xe cặp bức tường cũng dễ nhìn. Đó, để gọn vô trong. Hẻm thông đây thì ra 246 đường Hòa Hòa Hưng ha. Đó. điện chính nước chính nha anh chị sổ hồng hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng xe tên ha trần nhà cao ráo sạch sẽ đó, anh chị mình xem đường đà đúc nè đó đây ha ở đây mình đóng là phong xuống ở đây chừa cây sắt xuống nè để cho anh chị mình có để mấy quạt thì mình để trần nhà cao ráo sạch sẽ ha giá hiện tại chủ đang kêu căn này là 3 tỷ 380 triệu giá này còn hương lượng cho anh chị ừ. mua bán nhanh ha sổ hồng riêng khó hoàn công thuận tiện cho anh chị mình cải tạo sơ lại ở hoặc là xây dựng mới nha khu dân cư hiện ngủ nha anh chị xung quanh thì chủ có dán giấy uh, giấy dán tường anh chị mình có thể gỡ ra Hả? sơn sửa sa lăng heo màu sơn anh chị mình thích ha Đó, cái phòng khách ở trước nhà rồi cái sân ha cửa bên ngoài cửa trong là cửa sắt bốn cánh nha anh chị ở đường đà đúc ở đây thì cái phòng khách của nhà mình để xe ha 4 mét nha anh chị 4 mét và sâu vào gần 8 mét đối diện là không có uh, đối diện nhà với nhau anh chị mình có xe để trong sân nhà hoặc là mình để riêng qua bên ngoài tí xíu ha rồi không gian phòng khách ở đây là cầu thang nè cầu thang là đá mài cho anh chị cầu thang là đá mài nè Đó, không gian bên kia thì nhà vệ sinh còn không gian bếp anh chị mình có thể về cải tạo theo cái không gian mở thì cái đường đà ở trên này thì mình có thể đập cái bức tường này đi mình bỏ đi ha mình bỏ tường đi mà làm thiết kế không gian mở nha sổ hồng hoàng công đầy đủ mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên ngang là gần 4m, ngang là 4 mét luôn, ngang là 4m và sâu dài là gần 8m ha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc và giá hiện tại chủ đang kêu. Chủ đang kêu nhà này có giá là 3 tỷ 380 triệu ha, 3 tỷ 380 triệu còn hương lượng cho anh chị mua bán nhanh. Hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 393939 39 39. hoặc có bạn bè người thân trong gia đình cần mua bất động sản ở phân khúc có giá dưới 3 tỷ 380 triệu ha thì uh, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha trong đó nhà vệ sinh <laughs> cầu thang chỗ này đúc nhưng mà cầu thang chỗ này cầu thang gỗ ha rồi nhân đi lên trên cho anh chị mình xem nha đó, ở đây một phòng suốt một phòng suốt luôn ở đây mình có thể làm lên nếu mình để cầu thang cuối này mình có thể chia hai phòng rộng rãi nha anh chị đó, nó lối đi vị trí này chưa lối đi hai phòng hai bên ha làm góc bên đây nhà vệ sinh hướng này ở trên là đóng la phong nha Nhưng trần nhà rất là cao anh chị mình căn này mình về cải tạo sửa chữa sơ lại thì hai vợ chồng hai đứa con ở ok nha anh chị nằm ở trung tâm của quận 3 ngay ngã tư hòa hưng đó, gần hòa hưng gần cách mạng tháng 8 hoặc là anh chị mình có thể đi theo đường tô hiến thành đi vào cũng được ha ở đây trung tâm của quận 3 quận 10 đó, gần quận 3 gần quận 1 ha ở đây là phường 13 của quận 10 ha. Địa chỉ căn nhà mình đó là 246-91C Đường Hòa Hưng Phường 13 Quận 10 nha anh chị Ở trên đây mấy to nha Ở trên này mấy to Đây, máy đây là phòng ngủ của mình nha Sổ hồng Một trệt một lầu Hoàng công công nhận hết đất của mình luôn nha anh chị Ngang là 4m Và chiều sâu vào đó là 8 mét ha hướng nhà hướng Tây Bắc và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 3 tỷ à, 390 triệu giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh ha ở nhà không đối diện nhà với nhau anh chị mình để xe hỏi máy phía trước nhà ha đó. ở bên đây mình qua đường Tô Hiến Thành ở bên đây đi hẳn qua Tô Hiến Thành đó đây đi thẳng qua Tô Hiến Thành và mấy vị trí đối diện thì mình đi về đường Hòa Hưng đó 24 246 đường Hòa Hưng mình đi vào cũng được nha trần nhà thì cao ráo sạch sẽ căn này diện tích cũng đẹp anh chị mình về cải tạo sơ lại ở đây là vị trí đẹp ha khu vực nhộn nhịp nha ở trung tâm ha ngang là gần ngang là 4 mét và chiều sâu vào là gần 8 mét ha một trệt và một lầu thôi nhưng uh, hoàn công đầy đủ ha công nhận hết hiện trạng hiện trạng của căn nhà mình luôn còn ở đây sàn thì cầu thang gỗ mà đi lên Đó. anh chị thấy uh, phù hợp với anh chị thì mình liên lạc với nhân ha giá là vẫn còn hư lượng nha anh chị giá hiện tại chủ đang kia căn nhà này là 3 tỷ 380 triệu vẫn còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này ở nhà trung tâm quận 10 thì nó chỉ mà giá chỉ rất phù hợp luôn chỉ hơn trăm triệu xíu thôi đó. ở đây mình đi lại thuận tiện các quận lắm nha sổ hồng hoàng công mua bán ký công chứng sang tên nha đó, 3 tỷ 380 triệu đồng nha còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha đó, hãy, hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này hoặc có bạn bè người thân trong gia đình thì cần mua bất sản này thì mình chia sẻ đây thì có đường nước sẵn nè đường nước đây mình đi mấy giặt ở đây mình cải tạo sơ lăn sơn nước và đổi cầu thang thôi nha đó là vị trí là đẹp rồi ở đây có cái cửa lùa đó là đó mua bán sổ hồng ký công chứng ha rồi anh chị mình rồi bây giờ xin chào hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau ha hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 3 tỷ 380 triệu ha để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha